Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Cây đàn organ hiện đại cần những tính năng gì? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên sẽ là âm thanh đa dạng, sở hữu nhiều tiếng và điệu nhạc cụ phong phú. Thứ hai sẽ là bàn phím nhạy để cảm nhận được sức nặng và tốc độ nhấn phím. Thứ ba là khả năng kết nối với nhiều thiết bị di động hiện đại. Thứ tư, trang bị khả năng ghi âm, learning và nhiều chức năng phổ biến. Cuối cùng là màn hình hiển thị rõ nét, đầy đủ thông số về đàn. Tất cả các tính năng hữu ích trên đều được tích hợp trong cây đàn organ Kodman K300S. Vì thế các bạn hãy cùng khám phá qua buổi mua đàn Kodman K300S tại showroom 347 Điện Biên Phủ của anh khách tại quận 8 nha. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Thùng K300S màu đen ấn tượng với vỏ thùng bằng những tấm bìa cứng dày rất chắc chắn, bảo vệ hoàn hảo cho organ, với thông tin sản phẩm in đầy đủ ở hai mặt bên thùng. Bắt đầu khui thùng với mình và anh khách nhé. Cây organ hiện ra với hai mút xốp lớn ở hai phía đầu đàn và tấm ni lông che toàn bộ đàn để bảo vệ bộ loa, tránh ảnh hưởng của thời tiết và va đập trong khi vận chuyển. Khi đang thử đàn cho khách, hãy tìm hiểu những lợi ích dành cho bạn khi sở hữu một cây organ cùng mình nhé. Nổi bật nhất chính là thời gian linh hoạt chơi bất cứ khi nào mà các bạn rảnh. Thứ hai, chơi đàn giúp bạn sáng tạo, tự do thể hiện mọi phong cách cá nhân theo sở thích riêng. Thứ ba, chơi đàn giúp bạn và gia đình thư giãn, sum họp cùng nhau sau ngày dài làm việc và học tập đầy căng thẳng. Cuối cùng là chơi đàn giúp bạn nâng cao khả năng ghi nhớ qua việc biểu diễn bài nhạc bất kỳ. Đây là vẻ đẹp hoàn hảo mà Kodman đem đến với mẫu organ K300S. Đầu tiên sẽ là bộ loa màu xám ấn tượng với âm thanh cực hay 15W và cần gạt volume lên xuống ấn tượng, phong cách như bàn nhạc DJ, cùng màn hình hiển thị thông tin LCD nhô cao 10 độ với ánh sáng xanh dịu mắt. Còn có nóc xoay chỉnh điệu và tiếng nhanh rất tiện lợi. K300S có thêm nhiều chức năng ấn tượng bên trong, tìm hiểu cùng mình nhé. 61 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, thư viện âm thanh khổng lồ với 508 voice chất lượng cao và 10 voice nhạc cụ Việt Nam như tranh, sáo, bầu, guitar cổ và 205 style nhạc đệm. Đàn còn hỗ trợ nhiều tính năng cơ bản như là metronome, đếm nhịp, lead ghi bàn phím, phase phá bằng tiếng khi chơi, big band giúp cho người chơi luyến lấy những bài nhạc dân ca, bolero và nhạc hoa. Đàn còn được trang bị các cổng kết nối như USB MIDI, headphone và jack cắm pedal. Khi mua K300S tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Ngoài ra, quà tặng dành cho khách hàng chính là: thứ nhất, bao đàn đen bằng nỉ bền và chống nước cực tốt; thứ hai, chân đàn kiểu dáng chắc chắn; và cuối cùng là jack phone tiện lợi để kết nối tai nghe. Quy trình trải nghiệm nhạc cụ của anh đã xong, bây giờ là lúc tìm đóng gói hàng để bàn giao cho khách. Thao tác đều tỉ mỉ, cẩn thận như lúc ban đầu. Toàn bộ thân đàn được đưa vào ni lông để che bộ loa đàn cẩn thận bằng hai miếng xốp lớn, và cây organ được sắp xếp hoàn chỉnh vào phía trong thùng. Tiếp đó, nhân viên dùng băng kéo quấn cố định quà tặng theo đàn rồi mang organ ra xe, ràng dây dù thật chặt và kỹ càng, bắt đầu nổ máy giao đàn đến tận nhà cho anh. Vậy là buổi giao đàn organ Kodman K300S đến với khách hàng tại quận 8 đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu organ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.